Trong thời kỳ của Đức Phật, ở Ấn Độ có một đạo sĩ tu ngoại đạo muốn đến núi Linh Thiếu cầu kiến Đức Thế Tôn Thích Ca. Đồng thời có một số vấn đề muốn xin Đức Phật khai mở trí tuệ cho ông ta. Thời đó là thời đại nông nghiệp, vị đạo sĩ này đang đi trên đường, đi ngang qua một mảnh đất ruộng, nhìn thấy có hai cha con đang làm việc trên đó. Người cha làm ở đầu ruộng bên kia, người con trai làm ở đầu ruộng bên này. Ấn Độ là vùng đất có khí hậu nhiệt đới nên rắn độc rất nhiều. Người con trai đang lúc làm việc ở đầu ruộng bên này thì bị rắn độc cắn chết. Vị đạo sĩ này đi ngang qua nhìn thấy bèn nghĩ: anh chàng này bị rắn độc cắn chết ở đầu bên này rồi, bên kia có một ông già, hai người lại đang cùng làm việc. Tại sao người trẻ tuổi này chết rồi mà ông lão phía bên kia không chịu qua xem hay hỏi han sự tình thế nào nhỉ? Ta đi hỏi ông ta vậy. Vị ấy đi đến đầu ruộng bên kia, chỗ ông lão đang làm việc rồi hỏi ông: này ông, các người đang cùng nhau làm việc, anh thanh niên kia là gì của ông vậy? Đó là con trai của tôi. Ôi trời, là con trai của ông hả? Con trai ông đã bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Cắn chết thì cắn chết rồi, đã đành là bị cắn chết thì sẽ không thể sống lại được nữa. Ơ, cái ông này, tại sao ngay cả một chút tình cảm cha con cũng chẳng có vậy? Con trai của mình chết rồi cũng không thèm quan tâm, thật là không có lời nào để nói với ông nữa. Nói đoạn, vị đạo sĩ bực tức rời khỏi nơi đó, không muốn nói chuyện với cái người này nữa. Ông lão này bèn gọi to ở đằng sau đạo sĩ: này, anh đi đâu đấy? Tôi muốn đến núi Linh Thứ để xin gặp Đức Phật. Nếu anh muốn đến núi Linh Thứ, nhân tiện nhờ anh khi đi ngang qua cửa nhà tôi, thì bảo giúp với vợ tôi là buổi trưa chỉ cần đem cơm cho một người thôi là đủ rồi. Đừng có mang hai phần cơm làm chi, vì con trai tôi đã chết rồi. Đạo sĩ nghe xong cảm thấy rất băn khoăn bực dọc, gằn giọng nói: đợi chút nữa tôi đi ngang qua cửa nhà ông, tôi muốn đến coi cái bà vợ của nhà ông làm mẹ như thế nào. Đến nhà ông lão rồi, gặp một người đàn bà, vị đạo sĩ liền báo với bà ta: chồng và con trai của bà lúc làm việc ở trên đồng á, con bà đã bị rắn độc cắn chết rồi. Chồng bà bảo bà buổi trưa đem cơm ra đó thì chỉ cần đem một phần cơm cho một người là đủ. Bà ta vừa nghe xong liền đáp một tiếng: ô. Đạo sĩ kia cảm thấy thật là quái lạ, bèn nói tiếp: hả? Đấy là con trai của bà mà. Con trai bà chết mất rồi, bị rắn độc cắn chết rồi kìa. Bị rắn độc cắn chết thì cũng đã chết rồi, nếu nó muốn ra đi thì cứ đi thôi, tôi có muốn giữ lại cũng chẳng được. Mà nếu nó có muốn đến rồi thì tôi cũng chẳng thể nào ngăn nó đừng có đến. Đạo sĩ nghĩ bụng: trời ơi, cái bà này cũng không có một chút tình người gì hết. Lúc này có một cô gái trẻ từ trong nhà đi ra. Ông ta nghĩ cô gái trẻ này chắc chắn là con dâu của bà kia, liền báo cho cô biết: cái anh thanh niên mới chết kia có phải là chồng cô không? Đúng vậy. Anh ta bị rắn độc cắn chết rồi. Ồ, cắn chết rồi hả? Cắn chết rồi cũng hay, chết rồi thì anh ấy có thể ra đi được rồi. Người tu hành này tự nhủ thầm: cái vùng đất này chính là khu vực giáo hóa của Phật Đà cơ đấy, vì cớ gì mà cả nhà họ đều không có một chút xíu tình người nào cả vậy? Ta càng phải đến núi Linh Thứ hỏi Đức Phật cho ra nhẽ. Đây là thứ đạo lý gì vậy? Đức Phật không chỉ có túc mạng thông, nghĩa là khả năng biết được những việc làm thiện hay ác đã tạo tác trong kiếp trước của người khác, mà còn có tha tâm thông, khả năng biết được suy nghĩ trong lòng của người khác, cho dù người đó chưa thổ lộ với ai. Biết được người này tuy là tu đạo, nhưng cái pháp về tình người vẫn còn chưa nhìn thấu được, không thể nào nói pháp duyên sanh, duyên diệt cho ông ta được. Vì nói như vậy, ông ta sẽ thấy phản cảm. Thế là Đức Phật thuận theo tâm của ông ta mà nói: mấy người đó tại sao lại chẳng có chút tình người? Là cha con, mẹ con, vợ chồng với nhau mà, thật là không còn lời nào để nói nữa. Nghe Đức Phật nói như vậy, kẻ tu hành kia nghĩ bụng: lời giảng của Đức Phật không sai mà, vẫn là rất có tình người, bọn người kia sao lại vô tình đến thế chứ? Rồi ông ta hỏi tiếp Đức Phật: bọn họ tại sao lại như vậy? Vì họ biết vạn pháp đều là duyên sanh, duyên tụ hội thì sanh, duyên tan rã thì diệt. Cho đến diệt ông không muốn nó sanh cũng không được, chẳng mong nó diệt cũng không thể.
Lúc này Đức Phật liền giảng pháp nhân duyên, hay còn gọi là pháp thập nhị nhân duyên. Nói một cách ngắn gọn sơ lược thì pháp này chủ yếu quán sát tất cả các sự vật hiện tượng cho đến luân hồi đều do nhân duyên mà phát khởi. Nhân duyên hội hợp thì gọi là sanh, nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Sự thật vốn không có cái gì sanh, cái gì diệt cả. Cho ông ta nghe, ông ta mới vỡ lẽ: ồ, thì ra là thế. Sau khi Đức Phật nói về pháp nhân duyên xong, lại giảng tiếp: ông có biết không, đời người vốn như chim cùng rừng, khi hạn lớn đến thì mạnh ai nấy bay đi. Thọ mạng của anh ta hết rồi thì có muốn giữ cũng không giữ được. Mỗi người có nghiệp duyên và nghiệp báo của riêng mình. Pháp duyên khởi, thuyết duyên khởi cũng được gọi là nhân duyên sinh, vì bao gồm 12 thành phần nên cũng có tên khác là thập nhị nhân duyên, là một trong những giáo lý quan trọng nhất của đạo Phật. Thuyết này chỉ rõ mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên đời sống đều nằm trong một mối liên hệ với nhau. Chúng là nguyên nhân của một yếu tố này và là kết quả của một yếu tố khác, làm thành một vòng với 12 yếu tố. Các yếu tố này làm loài hữu tình cứ mãi vướng mắc trong luân hồi, chính là như vậy. Đây không phải như pháp thế gian mong còn có thể cứu giảng được đâu. Vị đạo sĩ này nghe xong thì bỗng nhiên đại ngộ. Cùng một pháp thì nói như vậy, Đức Phật trước tiên giảng về pháp nhân tình để an ủi lòng ông ta, sau đó mới nói về pháp duyên sanh, khiến cho ông ta nhìn rõ sự vô tình của duyên sanh duyên diệt trên cái thế gian này. Thế là vị tu hành ngoại đạo này liền ngồi xuống trước mặt Đức Phật và thọ nhận năm giới cấm, đảnh lễ dưới chân Phật rồi rời đi. Vua Lưu Ly tiêu diệt dòng tộc Thích Ca. Phật pháp nói nhân quả, bất luận là thiện nghiệp ác nghiệp, giả sử trăm ngàn kiếp thì nghiệp tạo tác vẫn không mất. Khi nhân duyên hội đủ thì quả báo vẫn phải tự nhận chịu. Cái quả báo đó hoàn toàn không phải là hôm nay bạn làm thì hôm nay phải nhận. Nhân quả không phải là cùng lúc. Hôm nay làm trồng nhân ác rồi thì ngày mai phải chịu sao? Chưa chắc. Đời sau chịu sao? Hay là đời sau nữa? Hoặc vô lần tiếp sau? Cũng chưa chắc. Nhưng tóm lại, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp phải thôi. Ví dụ của loại nhân quả này có quá nhiều rồi. Ở đây tôi xin kể một câu chuyện cho mọi người nghe. Đức Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca của chúng ta sinh trong dòng dõi vua chúa ở Ấn Độ. Ấn Độ có 4 giai cấp, cao nhất là Bà La Môn, xếp thứ hai là giai cấp vua chúa Sát Đế Lợi, xếp thứ ba là Phệ Xá, chỉ cho giai cấp sĩ nông công thương thông thường. Giai cấp cuối cùng gọi là Thủ Đà La, tức là nói tầng lớp tiện dân hèn hạ. Đức Thế Tôn Thích Ca thuộc dòng dõi hoàng gia của nước Ca Tỳ La Vệ. Ở gần nước Ca Tỳ La Vệ có một đất nước tên là Kiêu Tác La. Đứng đầu nước đó là vua Ba Tư Nặc. Ông ta muốn tìm người con gái nào thuộc dòng dõi vua chúa Môn Đăng Hộ Đối để cưới, bèn tìm đến tộc Thích Ca, muốn cùng họ tính chuyện cưới hỏi. Lúc đó, Đức Thế Tôn Thích Ca đã xuất gia rồi. Ngài đang sống một cuộc sống bình yên, tĩnh lặng. Tuy rằng vua Ba Tư Nặc cũng là hoàng tộc, nhưng người của tộc Thích Ca cứ cho rằng bản thân họ mới là tôn quý nhất, nên vẫn không chịu bàn chuyện hôn nhân với ông ta. Thế nhưng họ lại sợ thế lực lớn của vua Ba Tư Nặc, nếu từ chối thì lại không ổn. Thế là họ bèn đem một nô tỳ trong hoàng gia ra giả mạo làm công chúa để hứa gả cho vua Ba Tư Nặc. Nàng nô tỳ đó tuy là hạng người thấp hèn nhưng có dung mạo vô cùng xinh đẹp, xem ra còn có dáng vẻ ôn hòa lương thiện, có phước báo. Đây chính là phu nhân Mạc Lợi. Sau này bà sinh ra thái tử Lưu Ly. Vị thái tử này sau khi lớn lên không những là xoán ngôi vua cha mà còn tiêu diệt luôn cả dòng tộc Thích Ca. Lúc này Đức Phật tuy là muốn cứu giảng nhưng nhân quả nghiệp báo quá nặng, nhất thời cứu không nổi. Tại sao vua Lưu Ly muốn diệt dòng tộc Thích Ca? Việc này có nhân gần và nhân xa. Nhân gần là lúc thái tử Lưu Ly còn nhỏ, có một lần đi đến nước Ca Tỳ La Vệ để học kỹ thuật bắn cung. Vừa lúc gặp giảng đường mới xây của Đức Phật
sắp khánh thành. Thái tử cũng đến dạo chơi. Người của tộc Thích Ca cho rằng nếu con cái do tầng lớp nô lệ sinh ra mà đi vào giảng đường thì sẽ khiến cho nơi đất thánh bị ô uế bẩn thỉu, bèn ra lệnh phải đưa thái tử về nhà. Hơn nữa, bất cứ nơi nào có dấu chân của thái tử bước đến thì tất cả phải đào lên 7 thước, thay lại đất sạch cát. Thái tử Lưu Ly phải hứng chịu kiểu bị làm nhục này, liền phẫn uất hận thù mà phát lời thề độc rằng: để đến khi nào ta lên làm vua, nhất định sẽ tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Còn nhân xa là như thế nào nữa? Trong quá khứ vô lượng kiếp về trước, có một cái thôn trang. Trong thôn trang có một cái ao lớn. Vào năm bị đại hạn, nước trong ao do khô hạn mà sắp sửa bị cạn kiệt hết rồi. Cá ở trong ao từng con một lộ ra khỏi mặt nước. Người trong thôn trang bắt cá về ăn rất dễ dàng. Lúc đó lại đúng vào năm bị nạn đói, còn người ngay đến cả cỏ cũng đã ăn. Vậy thì có cá sao lại không ăn chứ? Trong đó có một con cá to đặc biệt. Người trong thôn bắt nó lên rồi đem để ở bên cạnh ao. Người đến xem nó rất đông. Khi đó Đức Thích Tôn là một đứa trẻ trong thôn. Lúc ấy cậu bé cũng cầm trong tay một cây gậy. Nhìn thấy con cá đó to như vậy, không ngăn được tính nghịch ngợm, bèn đập lên đầu nó 3 cái. Con nít chơi đùa vui mà. Sau đó người của thôn trang làm thịt con cá bự này ăn, gieo trồng cái nhân ác này. Ngày nay nghiệp quả đã thành, quả báo đến rồi. Phật Thích Ca bị đau đầu 3 ngày, còn người của thôn trang này nay chuyển sinh là dòng tộc Thích Ca. Con cá to kia đầu thai chuyển kiếp thành thái tử con vua Ba Tư Nặc, sau đó là vua Lưu Ly. Vua Lưu Ly do bởi kiếp xưa bị người ta tàn sát, nấu nướng để ăn, đã dấy lên cái nhân sân hận sâu xa. Lại có cái nhân gần là bị tộc Thích Ca làm nhục, cho nên ông ta liền tiêu diệt cái dòng tộc Thích Ca. Đây là nhân quả, tuyệt đối chẳng phải chuyện ngẫu nhiên. Lúc đó Phật Đà đã thành đạo rồi, nước Ca Tỳ La Vệ là tổ quốc của Ngài, tộc Thích Ca là gia tộc của Ngài. Ngài có muốn cứu họ không? Đương nhiên là muốn cứu. Nhưng không cách nào cứu nổi, vì nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cho nên tất cả pháp đều là nhân duyên sinh, nhân quả khống chế tất cả. Đây chẳng phải việc có thể dùng sức thần thông mà có thể cứu được, chắc chắn phải dùng công đức hòa giải mới được. Nếu như kiếp trước người trong thôn trang ấy có thể ăn chay thì sao có thể cảm ra cái quả báo ác này. Cho nên hy vọng mọi người ai không ăn chay thì phải thay đổi, đừng có tiếp tục tạo cái nhân ác này nữa. Nếu không sau này lúc bị chịu khổ thì có kêu trời than đất đến thế nào cũng vô ích mà thôi. Mục Liên cứu mẹ. Tại sao lại có thắng hội Vu Lan Bồn? Nguyên do là muốn nói đến câu chuyện tôn giả Mục Liên cứu mẹ. Tôn giả Mục Liên sinh ra trong một gia đình rất giàu có ở Ấn Độ. Nhưng mẹ của ngài là một kẻ giàu có mà bất nhân, một chút tâm từ ái cũng không hề có. Tài sản trong nhà bà ta cất giữ rất chặt chẽ, không đành lòng bố thí đi. Số tiền lớn bà ta không chịu bỏ ra đã đành, mà số tiền nhỏ cũng không nỡ buông xả. Nếu có đồ đạc gì dư dật cũng cứ để đó, lâu không dùng đến sẽ bị hư hỏng. Nhưng bà ta thà rằng để cho bị hư hại, chứ cũng nhất quyết không chịu bố thí cho người khác. Bạn mà đến nhà bà ta khất thực thì coi chừng bị bà ấy lấy chổi chà quét bạn đi luôn. Lúc bình thường không bố thí thì cũng chẳng nói làm gì, nhưng đến năm nào bị nạn đói kém, bà ta còn đem cất giấu kỹ càng tất cả gạo và ngũ cốc, thấy chết cũng không cứu. Một con người tham lam keo kiệt đến mức ấy, đâu có chuyện không bị chiêu cảm ác báo nặng nề chứ. Cho nên bà ta vừa chết thì liền bị đọa vào cảnh quỷ đói. Hình dạng của quỷ đói như thế nào? Cái bụng thì lớn như biển, nhưng cổ họng thì lại nhỏ xíu giống như cây kim. Nếu có đồ ăn cho vào cũng không thể nào no được. Có điều là trong đường quỷ đói, quỷ dù có cổ họng to cũng sẽ không có đồ ăn nào vào được, vì ác nghiệp chiêu cảm mà. Đồ ăn đến trong tay, trong miệng rồi thì lập tức hóa thành ngọn lửa cháy. Quả báo của quỷ đói gọi là 100.000 năm không được nghe đến tên của tương và nước. Nghĩa là chúng sanh bị đọa trong cảnh quỷ đói do nghiệp lực chiêu cảm mà đói khát khốn khổ,
không được ăn uống, ngay cả tên của món ăn hay nước uống cũng không được nghe đến, huống chi là được nhìn thấy. Giả dụ nếu có nhìn thấy nước sạch thì cũng bị biến thành máu đặc và vô vàn những sự khổ khác không nói hết. Tôn giả Mục Liên trước khi nghe được Phật Pháp, Ngài là một ngoại đạo, sau đó theo Đức Phật xuất gia tu hành, chứng đắc quả A-la-hán. Ngài là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật, còn được gọi là thần thông bậc nhất. Sau khi Ngài xuất gia, biết được mẹ mình lúc sống giàu mà bất nhân, sau khi chết chắc chắn bị đọa lạc, nhưng Ngài chưa thành đạo, đạo nhãn chưa khai mở, nên không biết mẹ bị đọa vào nơi nào. Đợi đến khi Ngài chứng đạo quả, liền dùng thiên nhãn quan sát khắp thế gian, thì nhìn thấy mẹ mình đang bị đọa trong đường quỷ đói, phải chịu sự đau khổ của đói khát, bị lửa thiêu đốt cổ họng. Mục Liên nhìn thấy mẹ mình phải chịu khổ như vậy, liền cầm một bát thức ăn, vận dụng thần thông đi tới cảnh quỷ đói, muốn đút thức ăn cho mẹ dùng. Sau khi Ngài đến cảnh ngạ quỷ, đương nhiên những con quỷ đói khác ở đó cũng rất nhiều. Bát cơm này vừa truyền đến tay mẹ Ngài, bà ta sợ những con quỷ bên cạnh cướp giật đồ ăn của mình, nên tay trái thì đưa ra lấy bát, tay phải liền che đậy phần trên mặt bát cơm. Thật là tính tham lam bủn xỉn đang thấm sâu vào máu. Đến lúc này vẫn không có một chút tâm thương xót, đồng cảm với người khác. Nhưng khi tay trái của bà vừa nhận chiếc bát, tay phải che đậy bát cơm, thì cơm đó bỗng biến thành ngọn lửa cháy lớn. Đây gọi là nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Lúc đó nếu bà ta phát được một chút tâm hối cải, biết được cái khổ đói khát của quỷ đói, thì khi nhận được bát cơm này, bà ta nên sang bớt một chút cho người ta ăn. Nếu có cái tâm thí xả này, không chừng cái bát cơm đó sẽ không bị biến thành ngọn lửa đỏ. Tôn giả vì cứu mẹ mà đến, không ngờ bát cơm ấy là biến thành một ngọn lửa, không thể giải thoát cảnh khổ cho mẹ. Lòng Ngài thật là lo lắng như lửa đốt. Ngài khóc to thành tiếng, vội vàng chạy về đến kỳ viên của ông Cấp Cô Độc tìm Đức Phật, cầu xin Phật Đà chỉ dạy cho Ngài phải làm sao thì mới có thể cứu vớt được người mẹ. Phật Đà bảo với Ngài, cái loại ác nghiệp, tội căn tham lam bủn xỉn của mẹ ngươi đã kết rất sâu. Việc này chẳng phải có thể dùng đạo lực thần thông của một mình ngươi mà có thể cứu vớt được đâu. Mục Liên hỏi, vậy thì phải làm thế nào ạ? Đức Phật an ủi Ngài, nhất định phải nhờ vào sức của chúng tăng mới có thể độ thoát mẹ của ngươi. Đạo lực của đại chúng trong tăng đoàn kết hợp vào với nhau giống như nước trong biển lớn vậy, lửa nào mà chẳng thể dập tắt được, ngay cả lửa của núi lớn cũng có thể dập tắt được. Ngươi nên đợi đến ngày rằm tháng 7 viên mãn kiết hạ, ngày mà chúng tăng tự sám hối, hãy đem 100 món ăn ngon được chế biến tinh xảo đựng trong bồn mà đến cúng Phật và cúng dường chư tăng, sẽ đạt được công đức vô lượng, liền có thể tiêu trừ tội tham lam keo kiệt của mẹ ngươi. Như vậy thì chẳng những cha mẹ đời này mà cha mẹ trong 7 đời quá khứ cũng đều được độ thoát. Đây chính là nguồn gốc ra đời của lễ hội Vu Lan Bồn. Vu Lan là từ trong tiếng Ấn Độ, còn trong tiếng Trung Quốc chính là treo lộn ngược, giống như con người ở trong địa ngục phải hứng chịu hình phạt đau khổ là chân bị buộc ngược lên, đầu bị lộn xuống đất. Bồn là vật dùng để cứu hộ, vì vậy Vu Lan Bồn chính là ý nghĩa cứu cái nạn bị treo lộn ngược, giải cứu khỏi đau đớn, thống khổ vậy. Phải hứng chịu hình phạt hỏa đồ, nghĩa là con đường lửa ở địa ngục, đây là địa ngục nóng. Còn trong địa ngục hàn băng đều là băng lạnh buốt. Địa ngục nhiệt nóng tình trạng như thế nào? Ví như ném một tảng đá to khổng lồ kích cỡ khoảng 40 cây số vuông từ trên trời đao lợi xuống, vừa rơi vào hố lửa của địa ngục này thì sẽ bị chảy thành nước ngay chỉ trong một phút. Bạn xem, sức lửa nhiệt ở đây nóng đến như thế nào? Lửa này e rằng không chỉ có 1000 độ mà là nóng đến 10000 độ luôn rồi. Địa ngục hàn băng thì lại như thế nào đây? Đó không phải là lạnh âm mấy chục độ, mấy trăm độ, mà là lạnh âm 10000 độ. Bất kỳ cái gì vừa xuống đến đó đều bị đóng băng hết. Một người mà đến địa ngục hàn băng rồi thì không những da thịt sẽ đóng băng cứng đến nỗi
nứt vỡ hết ra, mà ngay cả xương sẩu cũng đóng băng lạnh đến nỗi tất cả đều vỡ tét ra. Cái sự đau đớn thống khổ đó không thể nào chịu nổi đâu. Mọi người hãy nghĩ mà xem, mẹ của Mục Liên nếu không có người con trai như ngài xuất gia, hoặc là xuất gia rồi nhưng chưa chứng đạo quả, thì cái sự khổ cùng cực bị đọa trong đường quỷ đói của bà ta có cứu được không? Chắc chắn cứu không được. Người thế tục tận hiếu là chỉ phụng dưỡng cái thân của cha mẹ thôi, dâng một chút trà, một ít cơm, khi nào có bệnh đau thì chăm sóc cho cha mẹ. Đây có phải là con có hiếu không? Đương nhiên như thế cũng có thể tính là con có hiếu, nhưng cái hiếu thảo đó không triệt để. Có câu rằng cha mẹ rời khỏi trần gian ô uế thì cái hiếu của người làm con mới gọi là thành tựu. Tôn giả Mục Liên có thể cứu mẹ mình ra khỏi con đường quỷ đói, đây mới là cái hiếu đúng đắn. Duy chỉ có việc xuất gia mới có được sức mạnh này thôi đấy. Nếu bản thân bạn vẫn đang ở trong nghiệp chướng ô trọc nhập nhằng thì bạn làm sao mà độ thoát cha mẹ được? Bởi vì cái nhân duyên tôn giả Mục Liên cứu mẹ này mà phát khởi lên lễ hội Vu Lan Bồn. Trong kinh Vu Lan Bồn giảng, làm pháp hội này sẽ có thể độ cha mẹ trong 7 đời quá khứ, cho nên mãi đến ngày nay cho đến sau này, phàm là một ngày nào còn có Phật Pháp tồn tại, thì những người đệ tử Phật đều sẽ làm công đức cúng trai tăng vào cái ngày rằm tháng 7 chư Phật hoan hỷ này, để độ thoát cha mẹ trong 7 đời của mình. Có điều, đấy chỉ là độ cho cha mẹ trong 7 đời quá khứ mà thôi. Nếu chúng ta mà niệm Phật thành tựu được rồi, sanh đến Tây Phương thành Phật Đạo, thì không những có thể độ thoát cho cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp, mà còn độ được cha mẹ của vô lượng chúng sanh nữa. Cho nên mọi người cố gắng tinh tấn niệm Phật lên nhé. Cao Tăng cũng có bệnh khổ. Chùa chúng ta có một vị Phật tử, trong nhà có một cô con gái bị đau đầu kinh niên. Cái lúc nào bị đau đầu là muốn nhảy lầu tự sát, bởi vì sự đau đớn ấy thực sự quá khủng khiếp, khiến cô ta chịu không thấu. Không chỉ là phàm phu có bệnh đau đầu thống khổ đến mức chịu không nổi, mà ngay cả đến vị Cao Tăng đại đức, đạo đức và học vấn sáng ngời ngời, chỉ cần nghiệp báo vừa hiện tiền thì cũng phải chịu sự thống khổ khó có thể chịu đựng nổi giống như vậy. Trong truyện về Đại sư Huyền Trang có đưa ra một thí dụ. Trước khi Đại sư Huyền Trang đến Ấn Độ, gặp được luận sư Giới Hiền. Luận sư là danh từ chỉ những vị tỳ kheo chuyên nghiên cứu luận tạng, sau này thường dùng để chỉ những vị cao tăng với những bài luận giảng có đóng góp lớn cho sự phát triển tư tưởng của Phật giáo. Thì luận sư Giới Hiền bị bệnh nặng đầy người. Lúc phát bệnh thì toàn thân giống như bị kim chích lửa đốt vậy, thật là quá đau đớn, không cách nào chịu đựng được. Tuy rằng biết rõ tự sát cũng chẳng giải quyết được gì, nhưng ngài đau đớn đến nỗi không còn cách nào chịu đựng nổi, cứ muốn dùng cái chết để mong giải thoát. Trong lúc ngài đang đau đớn đến độ muốn tự sát cầu được chết, đêm hôm đó bỗng mơ thấy 3 vị Bồ Tát. Người có thân sắc vàng là Bồ Tát Văn Thù, vị có ánh sáng lưu ly là Bồ Tát Quán Thế Âm, vị có sắc sáng bạc là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Văn Thù nói với ngài: Luận sư Giới Hiện, ông ngàn vạn lần không được tự sát. 3 năm sau, ở nước Đại Đường sẽ có một người xuất gia đến đây để học đại pháp với ông, sau đó sẽ đem Phật pháp Hoằng Dương đến Đại Đường. Vì Phật pháp bây giờ ông bắt buộc phải nhẫn chịu sự đau đớn. Do nhiều đời trong quá khứ ông đều làm quốc dương, vì tham ăn thịt chúng sanh, những sinh mạng bị ông hãm hại quá nhiều rồi, hại mạng thì phải đền mạng. Nhưng do công lực tu hành của ông và công đức chuyển bánh xe pháp to lớn nên đã được chuyển thành nghiệp nặng mà nhận quả báo nhẹ. Bây giờ ông nên chí tâm sám hối tội lỗi nghiệp chướng của chính mình, cố gắng tiếp nối huệ mạng của Phật, tội nghiệp của ông tự nhiên sẽ được tiêu trừ. 3 năm sau, Đại sư Huyền Trang quả thật đến Ấn Độ cầu pháp với luận sư Giới Hiền. Luận sư Giới Hiền ra lệnh cho đệ tử kể với Đại sư Huyền Trang bao nhiêu nỗi thống khổ khi chịu bệnh tật của ông, cùng với chuyện Bồ Tát báo mộng cho biết. Các đệ tử vừa khóc vừa thuật lại. Những vị tăng ngồi ở đó sau khi nghe xong đều thở dài cảm thán nhân quả thật là không sai một mảy may. Đại sư Huyền Trang thì vui buồn lẫn lộn, càng hạ quyết tâm
phải dốc hết sức mà học Phật Pháp. Bạn xem, luận sư Giới Hiền do trong đời quá khứ tham ăn thịt chúng sanh, ngày nay ác nghiệp chín mùi mà phải chịu quả báo. Quý vị học Phật chính là phải cầu thoát khổ được vui mà. Với tư cách là đệ tử Phật mà bạn còn tạo nhân ác thì sao có thể thoát khổ được vui? Cho nên quý vị nhất định phải hạn chế sát sanh và ăn chay. Đừng có nói làm vậy là từ bi đối với máu thịt của những sinh linh kia, mà thực ra là từ bi đối với chính bản thân mình, để trong tương lai không bị chịu quả báo kiếp nạn đau binh, cũng không phải chịu cái khổ đau của bệnh tật. Lão Hòa Thượng tôi hy vọng quý vị hiểu rõ nhân quả, biết sợ nhân quả, thay đổi thói quen ăn cá ăn thịt. Đừng có giữ cái gan lớn như ông trời, phạm giới rồi mà vẫn không sợ. Đến khi nghiệp báo hiện tiền thì bạn chịu không thấu đâu. Mọi người nghĩ mà xem, bạn đấm tôi một cái, tôi liền đá bạn một phát. Con người chính là như vậy mà. Còn những con vật kia, bạn không những giết nó mà còn ăn thịt nó, uống máu nó, gặm xương nó. Cái mối thù sâu quán lớn này, khi nhân duyên hội đủ, bạn bảo nó có tha cho bạn hay không? Đến lúc đó, bạn có quỳ xuống kêu gào, gọi tên cha của nó cũng sẽ không tha cho bạn đâu. Hy vọng mọi người tốt nhất là nên đổi miệng sang ăn chay đi, để tránh khỏi tương lai khi phải đền trả món nợ mạng thì có khóc lóc gian sinh cũng chẳng ích gì. Bạn ưa ăn thịt, bây giờ bạn ăn đến mức độ rất có mùi vị. Đến khi trả nợ, phải chịu quả báo khổ đau, thì đừng có mà oán trời trách người. Nên biết sát sanh là món nợ sinh mạng, là gặp phải quả báo hiện đời bị chết yểu, thân thể nhiều bệnh tật, cùng rất nhiều những quả báo khác. Quả báo sau này là đọa vào ba đường ác. Xin khuyên mọi người nên hạn chế sát sanh để khỏi phải chịu các quả khổ. Truyền thứ ba, Phật A Di Đà phóng quang gia bị. Đây là một câu chuyện thật xảy ra vào ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch năm Dân Quốc thứ 52. Dân Quốc sơ niên là 1911. Do niệm một câu Đại Chú Dương Vạn Đức Hồng Danh mà được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Một phụ nữ hồi lại ở trong vùng nông thôn mới do thành phố Đại Trung hỗ trợ. Năm nay 54 tuổi, bà đã từng dẫn đứa cháu mới 5 tuổi của bà sang một vị liên hữu tên Lý Kim Phương đối diện với nhà bà để nhờ gia trì chú Đại Bi thâu cảnh. Gia trì chú Đại Bi thâu cảnh là một phương pháp rất hiệu nghiệm, cũng là một pháp môn phương tiện hay khéo khuyên người niệm Phật. Buổi trưa mồng 9 hôm đó, bà họ lại đang làm việc trong nhà bếp, bỗng dưng đầu bà cúi gục xuống, toàn thân co giật. Đứa cháu 5 tuổi đó thế mà rất thông minh, thấy tình trạng như thế vội vã chạy sang nhà đối diện lớn tiếng kêu lên: "Bà cụ ăn chay ơi, bà cụ ăn chay ơi, mau qua giúp bà của con thâu cảnh." Vị liên hữu Lý Kim Phương lập tức đến nhà bếp bà lại. Vừa xem, bà giật mình hốt hoảng, chỉ thấy bà lại hai con mắt trắng dờ, đã hôn mê bất tỉnh nhân sự. Bà mẹ chồng hơn 70 tuổi đang đỡ một bên hông phải của bà ta, đứa con trai lớn đang đỡ hông bên trái. Hai người đều sợ đến mức chỉ biết kêu la. Vị liên hữu Lý Kim Phương bảo họ cần phải trấn tĩnh và mọi người phải cùng nhau niệm A Di Đà Phật. Như thế niệm được khoảng 20 phút, bà lại đang trong hôn mê thở ra một hơi mới mở miệng nói: "Ông ta đứng ở kia kìa, bảo tôi đi với ông ta." Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: "Ông ta là ai vậy?" Bà lại đáp: "Là ông Lâm chồng tôi." Vị liên hữu Kim Phương vừa cao giọng niệm Phật vừa nói với hồn quỷ rằng: "Ông Lâm mà, ông không nên dẫn bà lại đi, mà nên cố gắng phò hộ sức khỏe của bà được bình an, vì bà ấy là một người con dâu hiếu thảo, trên thì lo hầu hạ mẹ của ông, dưới còn có con nhỏ chưa trưởng thành cần phải nuôi dạy, ông nhất thiết không được dẫn bà ấy đi." Bà mẹ chồng của bà lại lúc đó cũng nói: "Con à, từ sau khi con qua đời, vợ con và mẹ cùng nương nhau mà sống, con không được dẫn nó đi. Còn nếu dẫn nó đi, để lại mẹ già cả thế này và mấy đứa nhỏ còn nhỏ như thế kia, làm sao mà sống đây?
Như vậy con chính là đại bất hiếu. Vị liên hữu Kim Phương lần nữa lại khuyên hồn quỷ: Ông Lâm mà, ông phải nên niệm A-di-đà Phật, phát nguyện cầu sanh Tây Phương mới có lối thoát. Luân hồi trong sáu đường là cái khổ nói không cùng. Bây giờ tôi niệm A-di-đà Phật, ông cũng phải phát tâm niệm A-di-đà Phật theo. Nói xong liền niệm A-di-đà Phật, niệm liên tục không dừng. Niệm được khoảng nửa tiếng đồng hồ thì nghe bà Lại bắt đầu nói: Tam tiên ánh vàng rực rỡ, tam tiên ánh vàng rực rỡ, chồng tôi cũng đi rồi. Vị liên hữu Kim Phương hỏi bà ta: Bà hỏi thử xem, tam tiên tên là gì? Bà Lại nói: Hồi đó là Phật A-di-đà phóng quang gia bị. Bà Lại đang trong hôn mê, tức thời tỉnh táo trở lại. Chưa đầy mấy ngày, sức khỏe của bà bình an vô sự. Tam tiên tức là tam tôn. Do vì bà Lại không phải tín đồ chính thức của Phật giáo nên không biết tôn xưng tam tôn. Bà Lại lần này bị sự nguy khốn đó cũng không phải không có nguyên nhân. Việc xong, bà mẹ chồng của bà ta nói với vị liên hữu Kim Phương rằng: Thằng Lâm con tôi sau khi kết hôn với con dâu họ Lại này chưa từng có gây gổ với nhau lần nào. Thật là một cặp vợ chồng hạnh phúc. Từ 3 năm trước khi thằng Lâm chết rồi, con Lại ngày ngày đều thương nhớ chồng. Mười mấy hôm trước, nó một mình đi ra mộ dọn dẹp, cúng bái, khóc lóc thảm thiết một trận nữa. Cho nên bắt đầu từ hôm đó, đêm nào cũng mộng thấy hồn chồng về trong nhà. Điều kỳ lạ là không chỉ một mình nó mộng thấy, trong nhà lớn nhỏ đều mộng thấy cả. Vị liên hữu Lý Kim Phương có hơi không hiểu: Tại sao một người đã chết 3 năm rồi, thần thức còn ôm giữ trong mộ? Riêng tôi cho rằng việc này có 2 cách giải thích. Một là ông Lâm này lúc còn sống chấp ngã rất nặng, cho nên sau khi chết đọa vào quỷ đạo vẫn lưu luyến cái thi thể cũ của mình như trước mà trở thành loài quỷ dữ xác. Hai là lúc bà Lại đi ra mộ quét dọn cúng bái thì những cô hồn ngạ quỷ ở gần mộ đó biến hóa ra hình tướng của ông Lâm theo bà ta về nhà làm loạn. Căn cứ theo trong kinh Địa Tạng có nói, cõi Diêm Phù Đề này, người hành thiền lúc lâm chung cũng có 100.000 quỷ thần ác đạo hoặc biến ra làm cha mẹ, dẫn đến biến ra những bà con quyến thuộc, dẫn dắt người chết khiến vào đường ác. Huống nữa là người lúc sống vốn tạo ác nghiệp. 2 cách giải thích trên đây, không biết thuộc về cách nào. Những vị độc giả thông minh, các ngài có thể giải đáp cho tôi không? Truyện thứ tư: Mẹ già niệm Phật, con được tai qua nạn khỏi. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm, trưởng ban Kim Cang trong liên xã ở Đài Trung, là một vị đệ tử Phật phát tâm Bồ Tát rất thành khẩn. Nhà của bà ở số 31 đường Nam Kinh trong nội thành, chẳng những làm cho cả gia đình theo Phật mà còn độ được cả nhà của mẹ mình. Nhà của mẹ bà ở trên núi làng Minh Tú, trấn Sa Lộc. Vào ngày mùng 8 tháng 9, 8 năm về trước, bắt đầu mời các vị hoàng pháp trong liên xã đến đó truyền giảng chánh pháp, khuyên người niệm Phật. Trong nhà bà thờ phụng tượng Tây Phương Tam Thánh, đặt tên là Tín Nghĩa Đường, lại còn lấy ngày mùng 8 tháng 9 hàng năm làm ngày lễ kỷ niệm định kỳ. Những tín đồ ở gần đấy, mỗi lần đến ngày đó đều sắm sửa hương hoa, quả phẩm đến Tín Nghĩa Đường lễ Phật, nghe pháp. Ngày mùng 8 tháng 9 năm Dân Quốc thứ 52, Học Nhơn, lời khiêm xưng của tác giả sách này, tức Kháng Trị, được mời đến đó giảng Phật pháp kết duyên. Hôm đó có một bà lão cùng một người nam trong tay bưng một khung kiến đi đến Tín Nghĩa Đường. Trên mặt hai người lộ nét rất vui vẻ. Ở trước Phật, nằm vóc sát đất, rất là cung kính dập đầu 3 lạy. Tôi nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ, liền đến hỏi bà lão: Các vị tin Phật lễ bái thành khẩn như thế, không biết là nhân duyên gì? Lúc đó bà lão lập tức trả lời rằng: Tôi đến để đáp tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ. Tôi tìm cho bà ta một chỗ ngồi,
Thế là bà từ từ nói ra một đoạn nhân duyên tin Phật như sau. Vào trung tuần tháng rồi, có một đêm tôi nằm mộng, thấy răng của tôi toàn bộ rụng hết. Trời sáng thức dậy, suy nghĩ đây là một điềm báo trước không tốt lành. Tôi liền đem việc chiêm bao không tốt lành này nói với em dâu Cẩm Tỷ. Cô ta dạy tôi quỳ trước Phật, nhất tâm niệm Phật, khẩn cầu Phật Tổ phù hộ cho cả nhà bình an, gặp dữ hóa lành, nạn lớn biến thành nhỏ, nạn nhỏ biến thành không. Bà lão nói một mạch đoạn nguyên nhân trước này, dừng lại một chút lại nói tiếp. Tôi có đứa con lớn tên là Thành, làm công nhân đốt than trong vùng núi sâu ở miền Trung. Sáng hôm đó, nó đang công tác nổi lửa đốt củi, thì bên tai bỗng nghe có tiếng người gọi, Thành à, về nào. Nó quay nhìn xung quanh, hoàn toàn không thấy ai, tại sao lại có tiếng kêu. Lại chạy ra bên ngoài nhìn xem cũng chẳng thấy người nào gọi nó. Nhưng khi nó đi lại vào trong nhà, thì bên tai lại nghe tiếng gọi, Thành à, về nào. Lúc đó, anh Thành cảm thấy rất kinh ngạc, liền nghĩ bà mẹ già hơn 70 tuổi ở nhà, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Lập tức đến ông chủ xin nghỉ phép, kiên quyết sửa soạn hành trang về nhà thăm. Khi anh Thành vài màn quần áo, mền bông rời khỏi nơi đốt than khoảng hơn 100 bước, thì bỗng nghe tiếng binh một cái thật to, quay đầu nhìn lại xem thử, thì chính là cái gian nhà của anh ở đốt than vừa bị sập xuống. Anh Thành lúc đó thở phào ra một hơi, mừng rỡ đã thoát khỏi tai nạn bị đè chết, trong lòng rất là an ủi. Sau đó anh vẫn cứ vai mang hành lý lên đường về nhà. Suốt đường đi toàn là đường núi, anh Thành vượt qua mấy ngọn núi rồi, còn phải đi qua một cái khe núi lớn. Cái khe núi này không có cầu, mà phải dùng một loại dây thừng to, cái vỏ tre để làm dụng cụ qua lại hai bờ. Người ngồi trong cái vỏ tre, trên hai bờ đều có người kéo dây thừng qua lại cho khách. Anh Thành cần qua khe núi này cũng không ngoại lệ. Ngồi trong vỏ tre, mền bông và các thứ vân vân đều để kế bên. Đang lúc được kéo đến giữa khe, thì bỗng nhiên dây thừng bị đứt. Cả người và hành lý đều bị rớt xuống khe và bị nước cuốn đi. Do vì khe sâu mấy trượng nên nước trong khe chảy rất mạnh, người ở hai bên bờ đều đành bó tay, không có cách gì, chỉ có kêu lên tội nghiệp mà thôi. Anh Thành rơi vào trong khe cũng tự lượng không sống được, nhưng bị nước cuốn đi một đoạn, kỳ tích lại phát sinh. Anh ta đang quẩy đạp trong nước, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng ở trong khe phát hiện một đám cỏ nước, tay mặt tức thời nắm đám cỏ nước đó, chuyển mình một cái liền đứng lại trong nước, sau đó bò dần lên trên bờ. Đương nhiên là những hành lý vân vân đã bị nước cuốn trôi mất. Đơn độc một thân, rốt cuộc được bình an vô sự về đến nhà. Trên đây là câu chuyện thật, không thể nghĩ bàn như thế, do bà lão đó kể lại. Nhờ mẹ già nhất tâm niệm Phật mà cảm ứng được người con tiêu tai thoát nạn nguy hiểm hai lần. Truyền thứ năm. Chị lạy Phật, em trai được nhờ phước. Phật và Bồ Tát là thầy tốt, là phước điền của chúng sanh. Vị liên hữu Lý Thủy Cẩm cũng là một vị thiện hữu tri thức, gieo rắc hạt giống Bồ Đề. Bà mỗi lần mời hẹn các nhân viên hoằng pháp của liên xã ở Đài Trung. Ngày giờ đã định xong, liền về nhà trước khi đi tuyên truyền khắp các nơi ở trên núi. Già trẻ trai gái không ai không đến niệm Phật nghe pháp. Gieo giống thì nhất định sẽ nảy mầm, có niệm Phật thì nhất định có cảm ứng. Vào khoảng tháng 5 năm trước, có một hôm vị liên hữu Thủy Cẩm nói với tôi, trong xóm nhà của mẹ tôi có một bé gái 10 tuổi rất là thông minh và có căn lành. Cô ta lần nào cũng đến tham gia nghe các vị giảng về Phật pháp, cảm thấy rất lạ hay, bèn phát tâm hàng ngày niệm
A Di Đà Phật. Do vì trong nhà cô ta chưa có lập bàn thờ Phật, cho nên sáng tối đều đến nhà bên cạnh có bàn thờ Phật để nhờ lại Phật. Khoảng mấy tháng sau, đứa con trai ở nhà có bàn thờ Phật kia mắng cô: "Mày không biết thể diện, không biết xấu hổ, Phật ở nhà tao không cho mày đến lại." Cô gái thông minh này không dám đến nhà đứa con trai kia lại Phật nữa, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ nghĩ đến lại Phật, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Có một đêm đang ngủ, bỗng nhiên thức dậy, quỳ trên giường, chắp tay niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm mãi không thôi. Mẹ của cô ta cũng thức dậy nói: "Con nhỏ này nửa đêm nửa hôm thức dậy làm gì vậy?" Cô bèn nói: "Má, con thấy được kim thân to lớn của Đức Phật A Di Đà, diện mạo tươi vui, từ trong hư không bay đến trước mặt con. Con vội vã thức dậy cung kính niệm Phật. Má, con rất mong có được một tượng Phật để cúng dường. Con cầu xin má thỉnh một tượng Phật về nhà thờ được không má?" Cô ta chắp tay lại cầu xin mẹ: "Má, con nghĩ ra rồi, con heo đất của con ngày mai sẽ đập ra, có được bao nhiêu tiền nhờ ba đến đường Sa Lộc thỉnh về một tượng. Như thế mỗi ngày con đã có Phật, có thể lễ lại được rồi." Má của cô ta liền hứa nhận lời. Sáng sớm thức dậy, đập vỡ con heo ra, đếm tất cả được 28 đồng. Cha của cô ta đi đến đường Sa Lộc, tìm được một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, đến 50 đồng thỉnh về nhà. Buổi sáng ngày mồng 1 hôm đó liền an vị tượng. Mẹ cô ta chuẩn bị bánh dày đỏ và mua về hương hoa quả phẩm vân vân. Đang khi cả nhà vui vẻ, bỗng nhiên phát hiện mất đứa em trai 4 tuổi của cô bé. Thế là cả nhà hoảng hốt, lập tức cho người đi tìm khắp nơi. Đồng thời tổng động viên mấy trăm người bà con trên núi dưới núi chia ra đi tìm. Ngay cả mấy ao cá lớn trong làng cũng đều có người lặn xuống mò tìm, vẫn không tìm ra. Từ sáng đến tối vẫn không tìm được. Có mấy người cười cha mẹ cô ta rằng: "Vợ chồng mấy người là người lớn mà cũng đi nghe lời của con nít, muốn lại Phật cái gì?" Mấy người hôm nay á cũng chính vì bận lo việc an vị tượng Phật mới xảy ra đại họa như thế. Tội nghiệp cho cô bé thông minh này, vì người này một câu, người kia một câu đàm tiếu, sợ đến nỗi một mình lén lén quỳ trước tượng Bồ Tát, hai mắt đoanh trọng lệ rơi, khổ sở cầu xin: "Phật Bồ Tát ơi, các ngài phải phò hộ cho đứa em trai 4 tuổi của con được bình an về nhà. Nếu như xảy ra điều không may gì, con từ nay về sau không thể tiếp tục lại Phật niệm Phật được nữa. Những người hàng xóm đây cũng không dám tin Phật nữa." Lúc đó cha của đứa bé sực nhớ lại, thằng bé 4 tuổi này sau khi sanh đã từng có đi xem quẻ bát tự, bát tự Hạ Lạc, liền tìm trong tủ lấy ra tờ giải về số mạng của thằng bé đưa cho mọi người xem. Quả nhiên trong quẻ giải viết rất rõ ràng, vào năm đó tháng đó, vừa khéo chỉ đúng vào tháng này năm này, sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Thế là mọi người nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai biết làm thế nào. Nguyên thằng bé 4 tuổi này từ lúc sáng sớm tự mình chạy ra khỏi nhà, cũng không biết là thuận theo đường sắt dọc biển hay là từ đường đó chạy đi thẳng một mạch đến hơn 5 giờ chiều. Ở gần trạm xe Dương Điền có một anh sinh viên trẻ trông thấy nó một mình cắm đầu chạy trên đường sắt. Anh sinh viên trẻ đó liền kêu: em bé, ở đó nguy hiểm lắm, mau dừng lại đi." Thằng nhỏ cũng chẳng thèm quay đầu lại, cứ cắm đầu chạy miết. Anh sinh viên tốt bụng này liền chạy thẳng tới trước, ôm cứng thằng bé lại. Ai có ngờ thằng nhỏ này mắt trợn lên dữ dằn, há miệng, cắn trên tay anh sinh viên một cái. Anh này vẫn không giận nó, cố nén chịu đau, ôm thằng bé ép đưa đến trạm xe, giao cho trưởng trạm giữ nó. Hỏi ở đâu, tên họ là gì, cũng không biết nói. Trưởng trạm sực nhớ đến, hồi sáng ở trạm xe Long Tỉnh có liên lạc điện thoại đến, dặn chú ý ở trên núi Long Tỉnh có một đứa bé 4 tuổi đi lạc. Trưởng trạm xe Dương Điền liền gọi điện thoại cho trạm xe Long Tỉnh, mời người nhà của thằng bé đến nhận lãnh về. Bà vợ của trưởng trạm thấy thằng bé toàn thân bụi bặm, bộ dạng đáng thương và rất đói, liền dắt nó về nhà, trước tắm cho nó, lại lấy quần áo của con mình thay cho,
và cho nó ăn hai chén cơm. Có lẽ chạy suốt ngày đường mệt quá nên nuốt hai chén cơm xuống bụng xong liền lăn ra ngủ. Bà vợ của trưởng trạm liền bế lên giường để nó ngủ yên. Người ở trạm xe Long Tỉnh lập tức cho cha mẹ nó hay, nhanh chóng đi nhận về. Từ nhà của trưởng trạm xe Dương Điền đem nó về, lúc đó đã 11 giờ đêm. Mặc dù đã nửa đêm, nhưng những bà con già trẻ lớn bé trong vùng đó đều đến thăm nó. Thằng bé này đã được bà vợ tốt bụng của trưởng trạm dùng xà bông thơm tắm cho toàn thân thơm phức, lại mặc cho bộ đồ đẹp nữa. Mọi người ai nấy đều nói, hôm nay thằng bé được bình yên về nhà chính là nhờ phước phần của chị nó lại Phật. Thật là tin Phật niệm Phật có cảm ứng vậy. Nếu không thế thì thằng bé này từ Long Tỉnh đến Dương Điền chạy suốt một ngày trên đường sắt dọc biển lại không gặp việc gì bất trắc ngoài ý muốn, đồng thời lại còn gặp được người tốt giúp đỡ, gặp được sự thương yêu giúp đỡ của anh sinh viên và bà vợ tốt bụng của ông trưởng trạm xe. Đây nếu không phải Phật Bồ Tát phò hộ thì làm sao có thể về nhà bình yên vô sự như thế. Truyện thứ 6. Phật vốn là y vương, có thể trị dứt các chứng bệnh. Câu chuyện thật ở trên là của một bé gái 10 tuổi, nhờ nhất tâm niệm Phật, được Phật A-di-đà phò hộ, cứu đứa em trai 4 tuổi của cô ta tiêu tai thoát nạn. Các vị độc giả có lẽ suy nghĩ rằng, đây có lẽ do nghiệp chướng của cô bé còn nhẹ, hãy chưa kết oán cừu với nhiều người, cho nên niệm Phật dễ được cảm ứng. Nếu như người già lớn tuổi niệm Phật, sao có thể được cảm ứng như thế? Nhưng phải biết, Phật Pháp vốn bình đẳng, không có cao thấp. Người già lớn niệm Phật cũng có cảnh giới bất tư nghì. Tôi một lần nữa kể ra một chuyện thật để chứng minh. Mẹ của Liên Hữu Lý Thủy Cẩm là một vị thọ Bồ Tát giới ở Thư viện Từ Quang vào ngày 10 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 49. Mọi người đều gọi bà là Lão Bồ Tát. 4 năm trước, lúc bà 80 tuổi, ở dưới vú bên phải bỗng nhiên nổi lên một cục thịt to bằng cái chén trung. Theo bác sĩ chẩn đoán là ung thư gan, đã rất nguy kịch, hết phương cứu chữa. Chẳng những dùng thuốc không hiệu quả, mổ lại càng không được. Chỉ có để bà muốn ăn gì thì cố mua cho bà ăn, thế là tốt rồi. Tây y, đông y đều nói như thế, không kê thuốc cũng không chích thuốc, châm cứu gì cả. Cứ như thế nằm trên giường bệnh đau đớn triền miên suốt 6 tháng. Nhờ vào đứa con trai tên là Nghĩa, là một cư sĩ, và người con dâu chăm sóc phục dịch kề bên. Con gái là Thủy Cẩm cũng về nhà chuẩn bị hậu sự. Nhưng trong 6 tháng, Lão Bồ Tát mỗi ngày 2 thời sáng tối, bất luận thế nào cũng nhất định đứng dậy lại Phật. Dầu là đang trong cơn bệnh khổ, nằm trên giường bệnh, miệng cũng không rời thánh hiệu A-di-đà Phật. Vào khoảng đầu tuần tháng 8, từ mồng 1 đến mồng 10, bệnh trạng đã rất trầm trọng, thân thể không thể cử động được, miệng không nói được. Một đêm kia, lúc bệnh trạng đang rất nguy cấp, bỗng nhiên thấy bà nói lẩm bẩm: A-di-đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài viết gì nhiều chữ như thế, con một chữ cũng không biết, các ngài sao không nói thẳng với con có tốt hơn không? Ngừng lại một chút, Lão Bồ Tát lại nói tiếp: Cảm ơn lòng từ bi của Phật rất nhiều. Các ngài 10 giờ tối mai sẽ đến giải phẫu cho con, cắt đi cục thịt ở dưới ngực bên phải này. A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, các ngài thật là từ bi quá. Những lời này đều là vợ chồng A Nghĩa và vị Liên Hữu Thủy Cẩm tự tai nghe được. Nhưng lúc đó lại cho là người già trước lúc lâm chung, tinh thần rối loạn, nói lung tung vậy thôi. Nhưng đến sáng, Lão Bồ Tát liền kêu con, cháu đi chuẩn bị hương hoa quả phẩm, đặt một cái bàn thờ trong phòng để tiếp đón Phật Bồ Tát đến trị bệnh. Quả là không thể nghỉ bàn, vừa đợi đến 10 giờ, liền nghe tiếng khua của dao kéo, vân vân. Đột nhiên nghe một tiếng sực.
cục thịt ở dưới ngực bên phải đó bỗng bị cắt rời ra, máu chảy ra đen như than, từng giọt to bằng ngón tay cái, chảy ra rất nhiều. Từ đêm đó trở đi, sức khỏe của bà mạnh khỏe dần dần. Miệng của vết thương nơi cắt cục thịt nhờ con dâu hằng ngày dùng nước trà rửa, rửa không đến một tháng, không cần thuốc gì mà khỏi bệnh. Hiện nay, lão Bồ Tát gặp người nào cũng liền khuyên niệm A-di-đà Phật. Sâu chuỗi từ nào tới giờ chưa từng rời tay. Năm nay, dù đã 84 tuổi, nhưng sức khỏe còn mạnh hơn người thường. Giữa Đài Trung và Minh Tú thường đi đi về về, tinh thần sung mãn khác thường. Phật vốn là Đại Y Vương, ngoại khoa đại phẫu thuật của Phật Bồ Tát là trị muôn người, lành muôn người. Nhưng điều quan trọng là chỉ hỏi nơi bạn là có đúng nhất tâm niệm Phật hay không.